Hello, nay mình sẽ giới thiệu với các bạn 500 hình tròn. Tên nó là Pokeball. Thì cái này mình mua trên Lazada, đặt hàng về. Giá của nó là như là 560 mấy á. Đó, 500 rất là hay. Được, nhúc của nó cũng rất là mạnh luôn. Bạn có thể làm các món trang sức với nó luôn, ví dụ như cái nhẫn nè, thấy không, cái nhẫn nè. Có kim cương bên trên luôn ha. Đó. Rất hay. Coi mình thử làm vòng tay nha. Wow, đuổi vòng tay nè. Thì một lần mua thì trong cái hộp này nó chỉ có 216 viên thôi. 216 viên nha. Và nó bán 260.000 mỗi người một viên, nó cũng phải hơn 1.000 rồi, rất là mắc, nhưng mà mua về chơi rất là vui. Để coi nha. Mình sẽ thử làm cái hình tam giác nha. Nhìn cái này giống gì nhờ, giống cái đồ xay vậy mà giờ hay chơi. Sợ chết. Ừ, mình làm rồi nè. Mình cũng có thể làm được một cái dây chuyền luôn, rất là đẹp ha. Wow, dây chuyền nè. Wow, rất là đẹp các bạn ơi, rất là đẹp.
cái này chơi mấy lúc rảnh rỗi chơi cũng vui lắm. Tụi mình coi lực hút của cái này nó như thế nào ha. Cái viên này ở dưới đây mà nó vẫn hút được luôn. Rồi mình chơi với hai cái viên dưới này. Mình cũng biết là mình vuông rồi nữa các bạn. Thì nếu bạn muốn xem, muốn biết cách làm mình vuông á, thì các bạn cứ bình luận ở dưới đi, rồi mình sẽ làm biết cái mới về cách làm mình vuông luôn. Rất là dễ, yên tâm. Được rồi, bye.